Trong quý 1 2023, Thái Nguyên cũng là một trong số các địa phương giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý hơn 8.300 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc nhà nước trên 14,5 tỷ đồng. Có được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của người dân trong việc thay đổi nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định và thực hiện tốt văn hóa giao thông. Đã uống rượu bia thì không lái xe, toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe máy. Về cơ bản thì khi lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thì hầu hết các trường hợp đều chấp hành cái việc kiểm tra và chấp nhận các cái mức xử lý theo quy định pháp luật. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức chấp hành các quy định cho người dân khi tham gia giao thông, lực lượng công an toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền giao thông, tổ chức cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa ký cam kết việc chấp hành các quy định về tải trọng phương tiện, bốc xếp hàng hóa bằng xe ô tô. Việc quyết liệt thực hiện nó thể hiện ở chỗ là quyết tâm xử lý không có vùng cấm và đảm bảo cái việc xử lý nghiêm túc, đúng người, đúng hành vi và đã tạo được cái sự lan tỏa lớn trên địa bàn tỉnh. Từ đó đã nâng cao cái ý thức, rồi cái nhận thức và cái trách nhiệm của người dân khi mà tham gia giao thông thì sẽ không uống rượu bia. Và quan trọng hơn cả là chúng tôi quyết tâm để xây dựng cái nề nếp, xây dựng cái văn hóa giao thông là đã uống rượu bia thì không lái xe đối với người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực tế cho thấy rất nhiều vụ tai nạn giao thông đều đến từ ý thức tham gia giao thông của người dân. Để xây dựng văn hóa giao thông, ngoài trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm của người thực thi công vụ về giao thông, thì việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hành vi ứng xử có văn hóa của người tham gia giao thông có tính quyết định trong việc giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.